Xin kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Trong khi xung đột Israel-Hamas vẫn đang diễn ra căng thẳng ở Gaza, thì một vụ không kích vừa bất ngờ xảy ra ở phía nam thủ đô Beirut, Lebanon. Vụ không kích khiến 7 thành viên cấp cao của Hamas tử vong. Đáng chú ý trong đó, ông Saleh al-Arouri, phó trưởng phòng chính trị của Hamas. Ông gần đây thường ở Lebanon và Qatar, quốc gia trung gian đàm phán giữa Israel và Hamas. Mỹ coi Hamas là tổ chức khủng bố và từng trao thưởng 5 triệu USD cho thông tin về al-Arouri năm ngoái. Giới chức Israel cáo buộc al-Arouri chủ mưu nhiều vụ tấn công. Ông bị giam trong các nhà tù ở Israel gần 20 năm và được trả tự do vào năm 2010 với điều kiện ông sống lưu vong. Ông được bổ nhiệm làm cấp phó của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh năm 2017. Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ việc này. Cụ thể, cơ quan truyền thông Al-Qassa TV của Hamas đưa tin, ông al-Arouri đã tử vì đạo trong một cuộc không kích nguy hiểm của chủ nghĩa phục quốc Do Thái ở Beirut. Al-Qassa TV cũng đưa tin, 6 thành viên khác của Hamas cũng thiệt mạng sau vụ việc. Ngay sau vụ tấn công, lãnh đạo Hamas ông Ismail Haniyeh gọi vụ việc là một vụ ám sát hèn nhát, một sự xâm lược tàn bạo và một tội ác trắng trợn mà lực lượng chiếm đóng thực hiện với người dân Palestine. Ông Haniyeh nhấn mạnh, hành động khủng bố này sẽ không thành công trong việc phá vỡ ý chí, sự kiên định và phản kháng của người dân chúng tôi. Tất cả những vụ ám sát và tấn công này sẽ khiến chúng tôi mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Ông Haniyeh cũng cho rằng vụ tấn công vi phạm chủ quyền của Lebanon và mở rộng vòng tròn xâm lược của Israel với người dân Palestine. Liên quan tới vụ việc, một nguồn tin Palestine ngày 2 tháng 1 nói rằng Hamas đình chỉ các cuộc đàm phán dừng bắn với Israel. Nguồn tin giấu tên cho biết Hamas đã thông báo với Qatar và Ai Cập về việc đình chỉ các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel. Theo nguồn tin này, Hamas bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, trong bối cảnh Israel leo thang các cuộc tấn công và thực hiện các âm mưu ám sát chống lại các nhà lãnh đạo Palestine. Về phía Israel, ngày qua phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel, trưởng đô đốc Daniel Hagari bỏ qua câu hỏi của phóng viên về việc cáo buộc của Hamas rằng Israel ám sát ông al-Arouri. Ông Hagari nói rằng, chúng tôi đang tập trung vào việc chiến đấu chống lại Hamas, lực lượng phòng vệ Israel đang ở trạng thái sẵn sàng rất cao trên mọi mặt trận, phòng thủ và tấn công. Trong khi đó, ông Mark Regev, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói rằng Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào lãnh đạo Hamas. Ông Regev nói, Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng dù ai thực hiện thì phải làm rõ rằng đây không phải là một cuộc tấn công nhắm vào nhà nước Lebanon hay nhóm vũ trang Hezbollah, mà nhắm vào lãnh đạo Hamas. Ngay sau khi nhận được thông tin phó thủ lĩnh của Hamas bị ám sát, nhóm phiến quân Hezbollah, đồng minh thân cận của Hamas ở Lebanon đã không thể ngồi yên. Nhóm vũ trang Hezbollah Lebanon ngày 2 tháng 1 ra tuyên bố gọi vụ việc là một diễn biến nguy hiểm trong cuộc xung đột giữa Israel và trục kháng chiến. Trục kháng chiến ám chỉ các nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn, ủng hộ Hamas trong cuộc chiến với Israel. Hezbollah tuyên bố coi việc ám sát ông Saleh al-Arouri và các cấp dưới của ông ấy ở Beirut là một hành vi xâm lược nguy hiểm, chống lại Lebanon và người dân, an ninh, chủ quyền của Lebanon. Hezbollah nhấn mạnh rằng tội ác này sẽ bị đáp trả và phản kháng. Chính phủ Lebanon ngày qua cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc tấn công trắng trợn của Israel và thủ đô Beirut. Thủ tướng Lebanon, ông Najib Mikati lên án vụ tấn công và gọi vụ việc là một tội ác mới của Israel nhằm lôi kéo Lebanon vào giai đoạn đối đầu mới. Ông Mikati viết trên X, trước đây là Twitter, chúng tôi kêu gọi các nước liên quan gây áp lực để Israel ngừng bắn mục tiêu vào Lebanon. Chúng tôi cũng cảnh báo chống lại việc Israel xuất khẩu những thất bại của nước này ở Gaza sang biên giới phía nam Lebanon. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani, cũng lên án vụ tấn công. Ông Kanani nói trên Telegram, bằng hành động như vậy, chế độ theo chủ nghĩa Do Thái Israel một lần nữa cho thấy nền tảng của họ được xây dựng dựa trên khủng bố và tội phạm. Những hành động giải quyết xung đột với Hamas của Israel đã vấp phải sự phản ứng của nhiều nước, trong đó có Nam Phi. Nam Phi hôm 29 tháng 12 năm 2023 đã đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế ICJ với cáo buộc
Israel vi phạm nghĩa vụ công ước của Liên Hợp Quốc về trừng phạt và ngăn ngừa tội ác diệt chủng 1948 khi mở chiến dịch đổ bộ vào Gaza. Trong đơn kiện, Nam Phi cho rằng Israel đã và đang có nguy cơ tham gia thêm các hành động diệt chủng chống lại người dân Palestine ở Gaza và yêu cầu ICJ hành động để buộc Israel ngừng chiến dịch quân sự ở Gaza. Ông Clayson Moniela, người phát ngôn Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế ở Nam Phi cho hay, các luật sư đại diện cho Nam Phi đang chuẩn bị cho phiên điều trần về vấn đề trên dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 1. Ngày 2 tháng 1, Israel cho biết nước này sẽ ra tòa án công lý quốc tế ở The Hague, Hà Lan để bác cáo buộc do Nam Phi đệ trình. Ông Alan Levy, người phát ngôn chính phủ Israel cho hay, nhà nước Israel sẽ xuất hiện trước ICJ để xóa bỏ sự phỉ báng đẫm máu vô lý của Nam Phi. Chúng tôi đảm bảo với các nhà lãnh đạo Nam Phi rằng lịch sử sẽ phán xét các bạn và sẽ phán xét các bạn không thương tiếc. Ông Levy cũng liệt kê một loạt biện pháp mà quân đội Israel đã thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Gaza. Quan chức này nói rằng phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza-Palestine phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt đạo đức đối với cuộc chiến mà họ bắt đầu và đang tiến hành từ bên trong và bên dưới bệnh viện, trường học, nhà thờ Hồi giáo, nhà ở và các cơ sở của Liên Hợp Quốc. Hamas phủ nhận việc sử dụng người dân Gaza làm lá chắn sống. Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn ác liệt khi chỉ mới đầu năm mới, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza-Palestine nã loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel. Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công khắp Gaza, bao gồm thành phố Gaza và phía nam thành phố này. Ngày 1 tháng 1, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cho biết, Israel dự kiến chiến sự sẽ kéo dài suốt năm nay. Ông Hagari đưa ra phát biểu này trong bối cảnh Israel bắt đầu rút một số lượng quân khỏi Gaza và chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc xung đột, theo đài CNN. Ông Hagari cho biết, một số trong số 300.000 quân dự bị sẽ được rút khỏi Gaza, tạm dừng chiến đấu để chuẩn bị cho cuộc giao tranh kéo dài phía trước. Ông Hagari cũng khẳng định Israel sẽ tiến hành các nhiệm vụ bổ sung và chiến đấu trong suốt năm 2024. Cùng ngày, trong khi thị sát tình hình khu phố Dajai và Tufa ở thành phố Gaza, Tổng tư lệnh quân khu miền nam của Israel, ông Yaron Finkelman, nói rằng chiến sự ở Gaza sẽ tiếp tục theo nhiều phương pháp, cường độ và hình thức khác nhau. Ông Finkelman cho rằng sự thay đổi trong phương pháp chiến đấu sẽ khiến Hamas khó xác định và không thể lý giải được các bước đi của Israel. Theo ông Finkelman, Israel sẽ tiếp tục tấn công Hamas ở đây, thành phố Gaza và ở tất cả các khu vực của Gaza. Trong khi đó, ngày 1 tháng 1, một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên nói với hãng tin Reuters rằng việc Israel quyết định rút một số quân khỏi Gaza dường như báo hiệu rằng Israel bắt đầu chuyển sang các hoạt động cường độ thấp hơn ở phía bắc Gaza, dù giao tranh vẫn đang xảy ra ở khu vực này. Đây dường như là bước khởi đầu cho sự chuyển đổi dần sang các hoạt động cường độ thấp hơn ở phía bắc mà người Mỹ đang khuyến khích. Quan chức này cũng lưu ý rằng sự thay đổi đó phản ánh phần nào thành công của Israel trong việc loại bỏ khả năng quân sự của Hamas ở khu vực này. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp tục ở phía bắc và chiến thuật mới của Israel không phản ánh bất kỳ thay đổi nào ở phía nam Gaza. Cũng trong ngày 1 tháng 1, kênh 12 Kesset 12 của Israel đưa tin rằng các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas về một thỏa thuận mới trong việc thả con tin đang rất khó khăn. Hiện Hamas đang đưa ra những yêu cầu mà Israel khó có thể chấp nhận. Kênh này cũng dẫn lời các quan chức cấp cao của Israel cho biết những nỗ lực để đạt được thỏa thuận này khó có thể mang lại kết quả sớm. Trong khi đó, kênh 13 của Israel đưa tin rằng một trong những yêu cầu của Hamas là muốn Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng phòng vệ Israel cho biết miền Bắc Israel đã hứng chịu 5 quả rocket được bắn từ Syria vào tối 1 tháng 1 và tất cả các quả rocket này rơi ở khu vực trống trải, không gây thiệt hại về người và của. Lực lượng Israel cho biết đã pháo kích trả đũa vào các địa điểm phóng rocket ở miền nam Syria. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết Israel cũng đã tấn công một địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon để trả đũa việc Hezbollah phóng đạn pháo vào khu vực Adamit ở miền bắc Israel, khiến 5 lính dự bị Israel bị thương nhẹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!